mơ thấy cây ớt chín đỏ, điềm báo gì? Nằm mơ thấy ớt đỏ cho thấy trong tương lai cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Bạn sẽ có một cuộc sống sung túc hơn nhờ những cố gắng của chính mình ở quá khứ và hiện tại. Điều này còn minh chứng cho việc bạn sẽ luôn được đền đáp sự cố gắng một cách chính đáng. Nếu bạn là phụ nữ có chồng mơ thấy quả ớt đỏ là điềm báo bạn đang mang thai và với tổ ấm sắp có thành viên mới gia nhập. Nếu mơ thấy quả ớt xanh báo hiệu bạn nên cẩn thận với những mối quan hệ xung quanh mình, có rất nhiều người đang có ý định hãm hại bạn, muốn lợi dụng bạn để trục lợi cho chính bản thân họ. Chính vì điều này mà bạn cần phải xem xét kỹ trước khi làm một chuyện gì đó. Nằm mơ thấy cây ớt đỏ chín, giấc mơ này cho biết những gì trông chờ ước mơ sau bao năm phấn đấu cũng sẽ có kết quả. Thế nhưng bạn không nên chủ quan ỷ lại mà phải tiếp tục phát huy, cố gắng nhiều hơn nữa. Nằm mơ thấy hái ớt chín báo hiệu trong tương lai bạn gần sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Màu đỏ tươi của ớt kết hợp với vị cay nồng như báo hiệu những thành công này sẽ đưa bạn lên cao, khiến bạn được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng mơ thấy ớt vàng hay xanh thì lại là điềm báo sự tự tin thái quá, có thể khiến bạn đổ bể. Mơ thấy đi hái ớt, có nhiều cơ hội sẽ đến nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nắm bắt được. Cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không được phép tự mãn coi thường đối phương. Nằm mơ thấy cây ớt chín đỏ xum xê quả, giấc mơ cho thấy trong cuộc đời bạn sẽ phải trải qua rất nhiều cay đắng, mệt mỏi. Nhưng tất cả những điều đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn. Nằm mơ thấy mình dùng ớt chế biến món ăn, đó là điềm báo may mắn về sức khỏe và nó cho đến biết sự khỏe mạnh của bạn không có vấn đề gì hết. Nếu mơ thấy mình đi mua ớt cho thấy bạn đang gặp rất nhiều trở ngại trong công việc lẫn gia đình, và có thể sắp tới gia đình bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Bạn phải nhanh chóng hòa giải mọi người xung quanh hòa thuận hơn, tránh về sau về dài sẽ có chuyện xảy ra. Nếu mơ thấy muối ớt cho thấy bạn đang có những dự định có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của bạn. Thành công hay thất bại là tùy thuộc vào kinh nghiệm cùng sự quyết đoán của chính bản thân bạn. Nằm mộng thấy mình tưới cây ớt, giấc mơ khuyên chuyện làm ăn của bạn cần phải được quản lý chặt chẽ, rõ ràng, tránh đề phòng những kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc khó khăn để hãm hại bạn. Mơ thấy người khác tặng cho bạn cây ớt quả chín đỏ thì bạn đang có quý nhân phù trợ giúp thoát khỏi tai kiếp này. Mơ thấy có người tặng cho bạn cây ớt đỏ chín thì bạn đang có quý nhân phù trợ giúp thoát khỏi tai kiếp lần này. Ngủ mơ thấy quả ớt cây ớt chín đỏ, bạn nên đánh con gì? Nằm mơ thấy quả ớt 0598, mơ thấy cây ớt đỏ chín vận may 8702, nằm mơ thấy ớt xanh 3587, ngủ mơ thấy cây ớt chi chích trái đỏ 4501, nằm mơ thấy cây ớt 0249. Hy vọng những chia sẻ về giấc mơ thấy cây ớt sẽ giúp ích được cho bạn phần nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong giải mã giấc mơ tiếp theo. Xin chào.